Okay, Spakum Prayimene, Saksan, Marino Clay, Timetry, Cannibal Majub Sajit, my high, came your pay on clay. At the tongue, Chimuin, Arama, Prayman Pound, high, complete chum, subscribe channel, Boxyamar Pound, good English followers, and by to do about to do ban made into my some rap bong pound, cheers, kakam. ລະນີ້ໄດ້ໄປກໍາໄລກັດໄປບ້ອງບ້ອນມາຮຽນຕາມມະດອງຊຸມຫນຶ່ງຂ້ອຍດາວຍຶງສຶກສາອັນປີປຽກນີ້ຫນຶ່ງຫນ່ວຍໂອເຄບ້ອງບ້ອນກໍເຄີຍຮູ້ໂອເຄອັນຈັ່ງຄືປຽກກະດາວຈິດນະກະດາວຈິດກະດາວຈິດຕ້ອງອັງກະເລດຖ້າ hot temper hot នឹងគឺវាក្តៅ tempered នឹងគឺនិយាយពីអារម្មណ៍ដែលយើងវាមូម៉ៅអញ្ចឹងណាភាសាខ្មែរយើង hot temper ក្តៅចិត្ត okay នេះគឺជាក្បាលវីដេអូដែលបងប្អូនយកសិក្សាមក hot ឬក៏ក្តៅចិត្តអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមកសិក្សានៅក្នុងពាក្យនីមួយៗឲ្យបានស៊ីជម្រៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដង okay Okay, piet tìm mùi tù piet answers. Answers. Nung prai tha. On tia sa. Answers. On tia sa. U ti ho. He seemed answers about the meeting. He seemed answers about the meeting. He seemed answers about the meeting. Chẳng mong bồn chả hai bị answers. Answers prai tha ổn tia xa. He seemed nâng prai tha tùm nôn chìa rưu gò hạ đô chìa. Chẳng prai tha he seemed answers quát hạ bị đô chìa ổn tia xa about the meeting. Nước nông kịch ca bị chung nữa, nước nông kịch bị chung. Quật mơ tâu ở đôi tia xa rương bị chung đó là dường gì bị sạc máy. He seemed anxious about a meeting. Quật mơ tâu đôi tia xa tiền tên nhớ rương bị chung đó là. Chẳng xìm nâng hạ bầy đồ chia rưu có tùm nông chia. Anxious nâng prai tha on tia xa about on pi the meeting nâng cứ ca bị chung, kịch bị chung đó. Đã bởi đã meeting phải chung, đợt meeting những cư chư vị chia nào đã máu cư miền này đã kịch phải chung, kịch cả phải chung ok, chẳng he seemed anxious about a meeting hoặc nó hạ bầy đôi chuyện tiền tê như còn tiền xả rực phải chung đó lấy ok chẳng sẽ khơm ở bóng bóng narrowly narrowly okay prai tha prophet prophai prophet prophai ve kư knong nai tha ve ki ki rư ko ve chit dol ai chang na prophet prophai yu tha tha jeung nhi visa khmai lan deing khnyom prophet prophai vi kraoy ve bih bih nang dol na chang kư angle tha narrowly narrowly okay chẳng khiom utiha ao she narrowly escaped and jury he she sato she narrowly and she narrowly escaped and jury she narrowly escaped and jury she narrowly escaped and jury miền này tha niềng nó cứ kịch kịch ông pi cột thạ injury nó phải tha vừa ở rục bù ấy chẳng tới chẳng kỳ kịp phải tha she narrowly escaped injury chẳng niềng kịch pi cột thạ rồi có kịch ông pi rục bù giang và phát và phải chẳng narrowly nó cứ thạ bịa bỏ ví chỉ adverb cũng là kệ già cứ về cái chuyện này là escape này. Ok chẳng nhầm ăn đoạn tiếp narrowly phải tham prophet prophet u đó she narrowly escaped injury nén injury bên này ăn injury nó phải tham cột nạn nó mới biến rồi bù rồi cứ dùng phải rồi bù rồi cột nạn các bạn này
chẳng she narrowly escaped injury niang nung kịch pi kru thana nung yang prophet prophet okay escaped nung bơ anh ấy đời xa vì chỉ bị vô past tense bị vô chỉ ở tây tất cả nung dương phải ta niang ban kịch pi kru thana nung yang prophet prophet chẳng escape nung trầm y để vận tải nó phải đại việt tới chỉ past tense dương đã y đi màu chẳng time đời sau vì miền y sắp cho những thành tựu đi tới với tôi chỉ past tense sẽ cam việc vào viết cứ ở tây tất cả ok bịa mũi tiết cứ bịa narrow minded ok narrow minded những phải thá minded những cứ dùng đại lời chật là về narrow những chữ yệt chứ những phải thá chật chữ yệt narrow minded chất trọng yên chất trọng yên bằng phần đằng này xâm đạo tới lưu mình nó để ọt từ tu dục ọt từ tu dục new idea miền này thà mình nó đang ọt từ tu dục cầm lịch kê ọt từ tu dục bỏ là kê nó mình nó chất trọng yên khơi kê ấy phở ấy của tơ kê này nó cứ mình nó chất trọng yên ở miền ở vô hai phần màu bị chà nà thì cứ khơi kê phở nó của tơ nó cứ vì sao không ai nhớ cái thái chất chứng yên vì sao lấy narrow minded là ưu tiên họ example he is a narrow minded man ok chẳng he nó quát is a narrow minded man man nó mình nụ được gặp bỏ rõ miền này thật quát cứ chìa mình nụ đầm miền chất chứng yên chứng ổn chẳng he is a narrow minded man quán cư chia mình nô đầy miên chất trong yết trong ổn he is a narrow minded man ok chẳng narrow minded chất trong yết chẳng he is a narrow minded man quán cư chia mình nô đầy miên chất trong yết trong ổn chẳng mà bạn prai áo đây đây xa tại tìm mỗi đồng bày tục space sẽ xây phía ổng lệ nâng ở bàn riêng thông mình tích hay mới tiết nâng bày bóng ổn chô mà sẽ đập rồi bị prai chẳng á ok lấy từ một tiền ok trong phần toàn ông pi narrow minded mà dùng riêng bị open minded tôi pi narrow minded phải ta chất trong yên được pi open minded phải thá chất tu lì miền lui ao lui chẳng từ khởi không biết ao lui nông bờ chất trong yên nè chất trong á chỉ làm xong tốt nè chất tu lì ok chẳng open minded ok minded nó xâm đạo từ lời chất hay open ấy cứ bảo dường như thế chất tu lì bờ rõ chất tu lì open minded open your heart bảo bẻ đồ ok ta example Mr. Nin is an open minded person ok Mr. Nin is an open minded person chẳng Mr. Nin nâng lục nín, nâng kì xùm đào tự lưu bỏ rõ mà nè đại miên chật lõ nè ok chẳng Mr. Nin is an open minded person lục nín nâng kì chia bỏ rõ mà nè kì chia mà nô mà nè đại miên chật tự lý dạ ok bỏ rõ nâng miên rập bò ấy hào kì nhằm rồi gọi ai lùi kì chai chẳng nè chẳng chật tự lý dạy ai ọt miên cho như thằng kia này dễ lên như của mình bậc cai này chẳng hạn nào nó open mind đi đó bờ rót miền chật lọ bờ rót chật từ đi bờ tha bờ sân chơi dân ở prai chật lọ kind of person sắm tới ở good person của bạn rồi có dân prai bịa cha charistic person của bạn chật lọ nó chật sập bờ rót rồi có dân gì kind person của bạn bờ rót chật lọ ok chẳng open minded chất tu lì ok lâu ta thì một tiết ok bịa một tiết cứ bịa grumpy thì ăn grumpy nó phải thá ok phải thá chất mù mày mình nô chất mù mau đau gái nữa nè ok grumpy chất mù mày rồi mình nô mù mày grumpy mù máu nó khơi chân nắng bọc chân nắng khơi chán bọc chân chán nó chật mù máu grumpy ok ưu tiên họ
his performance as the grumpy gate man. His performance as the grumpy gate man. Chất mù mờ. Nhân đây tha à ca rạ rồi bọc quẩn nó ca sầm tai như gọi ca rạ bọc quẩn. As nó phải thật đâu chỉ. The grumpy gate man. Gate man nó cứ sầm tai từ lời nẹt diêm. Nẹt diêm clown. Nẹt diêm thuê ấy chẳng hạn. Chẳng as the grumpy gate man. Nhân đây tha à ca rạ bọc quẩn đâu chỉ nẹt diêm thuê đầm miên chất mù mờ chẳng. Nẹt diêm thuê. Nẹt diêm bộ housekeeper nó nè diêm tiệp bộ gate gate prata rồi bong rồi co thuê chẳng hạn chẳng his performance as the grumpy gate man à ca rạ rồi bọc quạt nó đôi chia nè diêm thuê nè diêm nè chăm tiệp đồng miên chật khô khờ để chật mù mờ. Ok ok bạn to từ một tiếng. Ok một tiết bằng phổn. Ok, một tiết cứ bị excuse nâng phải thả đó xa bị đó xa bằng phổn nâng hơi bị cái tam toàn này chứ đó xa ốc trong bản phương thì thôi nôi chẳng nè thì gì đấy là anh mạch bản mau dụt mấy ô rù vô này rù vô nô đó xa excuse. Ok, excuse đó xa. Rồi cô dân pra biệt thật lệ. Lệ hả? Thì sao các bạn dân gì thật lệ? Mà anh ấy miên lệ buồn luôn có. Lệ hả nghe xong đau tớ lơ đó xa nữa anh. Lệ hả nghe thật kê bộ bu tớ bị chung tớ ấy chân tớ sao bà dân rô lệ thật dân chọn tớ bởi như rô lệ thật với thi nét phương thi nó đồng bây bàn tớ bị chung chân pra excuse. Lệ hả nghe đó xa. Ok tỏ. Late again. What's your excuse this time? Late again. What's your excuse this time? Mau yu ti ra late again. What's your excuse this time? Kita mà đong ni đọc xa ta mịch. What's your excuse this time? Mà đong this time nó mà đong ni. What's your excuse nó đọc xa ta mịch. Dương dương prai ta pi ông khlê miền này ta away cứ chia cả đọc xa rồi bọn nhé mà đoàn này dương gì phía xa này xung rùn máu miền này ta late again what's your excuse this time dư đi ra mà đoàn này đọc xa thả mấy ok phía xa mày dương gì chẳng ok bạn to từ một tiết. Ok một tiết cứ bị lose face lose bờ bờ dân phải tạm về phía lose phải bật phải sang một bật mục vận tài bị sạc máy giống như này thằng bật mục kề gì thì cái đá bị chôn chôn máu gì mà bật mục kề khmer kề giống như này bật mục lose face bật mục. Ok ưu thì họ Tory lost face when his assistant was promoted and became his boss. À, biện ní đôi xa về đâu tới chỉ past tense chẳng những anh lost men anh lose thì anh ấy cứ đôi xa về chỉ verb one những anh lose đã về đâu tới chỉ past tense cứ lose mà tới chỉ lost time thì vậy nhé. Chẳng Terry lost face when his assistant was promoted and became his boss. Terry nó bắt một nó về đại his assistant nó về đại chủ nuôi ca rồi bỏ quạt nó was promoted នៅពេលដែលជំនួយការរបស់គាត់ត្រូវបានគេតែងតាំង promoted ប្រែថាតែងតាំងត្រូវបានគេតែងតាំង and became ហើយខ្លាយទៅជា his boss ខ្លាយទៅជាចៅហ្វាយរបស់គាត់អញ្ចឹង Terry នឹងបាក់មុខនៅពេលដែលជំនួយការរបស់ខ្លួនគេតែងតាំងឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបាក់មុខ lose face okay អញ្ចឹង assistant ប្រែថាជំនួយការโอเค assistant ជំនួយការ promote ប្រែតែងតាំង verb ប្រែតែងតាំង verb promotion ប្រែថា promotion នឹងប្រែថា promotion នឹងអញប្រែថាការទាក់ទាញឬក៏ការបង្ហាញពីផលិតផលគេចាប់អារម្មណ៍ពេល became មកពាក្យ become ប្រែថាខ្លាយជាអូខេអញ្ចឹង Terry នឹងបាក់មុខនៅពេលដែលជំនួយការរបស់ខ្លួន
trâu ban cái tay tăng ở thối chỉ chữ vai rồi bỏ quạt bỏ xuống phải chữ vai ok bosh ok to từ một tiếng steady heart steady heart steady heart steady heart phải thả chất ngôn nó mình nghe khăng mình nghe tọp tốn rồi có mình nghe kê chạy chạy hay chất nó về phụ kỳ chỗ nó chất ngôn ok ủ thì hó my boss is a steady heart man my boss is a steady heart man chứ vai là bọc nhóm nó cứ chia mình nô đầy miền chất ngôn á ok chất ngôn steady heart ok tòa thì một kiếp Gratulers phải là chất sạp tôi yên bị steady heart Gratulers nó chất sạp chất sạp xong nào tôi lưu chất đại về chạp khăn cái thai ấy tích bạc nhau mà ok ta Don't be a gratulous boy công phu chìa mình chất sạp mình chất chêu cháo thì bạc nhồi chẳng hết nè Don't be a gratulous boy công phu chìa mình chất sạp ok ta thì một biết ok biết chân cái đó biết wrinkle face phải chạc đai chạc face nó mục chẳng phải là mục chuồn rồi nâng là wrinkle phải chuồn nhé nè wrinkle face mục chuồn ok ưu tiên hóa she kissed his wrinkle face she kissed his wrinkle face nên bạn thao mục chuồn chuồn như nó bỏ xong xa của nó she kissed his wrinkle face nên bạn thao xong xa để miền mục chiêu chua như bác quật kiss đọc bà là nó xâm đầy mà viết thợ bằng bốn thợ kiss ai viết tới chỉ past tense ok alright right now is up so we see you next video and if you want to improve your English for daily you have to go to the channel learn English for the world and click here to subscribe my YouTube channel ok, អរគុណសូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណបាយបាយ